Lưới nhỏ cá hủng hỉnh đâu có ăn được đâu. Còn làm ở chào rào này thì để kiếm ăn hàng ngày vậy á. Dùng cá bự thì ăn nó ngon hơn. Cá nay ít hơn lúc trước nhiều lắm. Lúc trước là đặt 2-3 cái rồi giờ dở ăn không hết nè. Có thể dự bán cải cào cấu đồ hoài rồi cá nó không còn nữa, với đú nhỏ đú lớn đú cước rồi đó nó bắt quá đâu có còn nữa. Mùa lũ này, anh Trần Văn Quý, xã Thường Thới Tiền, mua 20 tay lưới loại 5 phân để giăng bắt cá trên cánh đồng ngập nước. Tuy thu nhập có phần thấp hơn so với sử dụng lưới cước làm vớn bắt cá, nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy hài lòng, góp phần vào bảo vệ, nuôi dưỡng nguồn cá non. Vì lưới đó cá nhỏ quá, với pháp luật người ta cũng cấm không cho đó. Mình đợi con cá lớn mình bắt. Thì tôi giăng lưới ở đây thì lưới 4, lưới 5 không à. Cá bằng 3 ngón tay, 4 ngón tay vậy đó. Cá rô phi, cá chê thì gần cầm tay nữa, cầm tay vậy đó. Năm nay thì nước quá lớn rồi, dân bữa được có tính hết thì một đêm như vậy là được có 70-80 ngàn. Những năm trước đây, huyện Hồng Ngự là nơi có nhiều hộ dân sinh sống bằng nghề đặt chào gào, vớn thưa. Thế nhưng với cách đánh bắt kiểu tận diệt nguồn lợi thủy sản thì số hộ làm những nghề này đã giảm đi đáng kể do lượng cá lớn ngày một ít dần qua từng năm. Để mà bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đàn cá non vào mùa sinh sản đó, thì cũng khuyến cáo bà con cũng nên hạn chế sử dụng lưới có cái thước lưới nhỏ để khai thác thủy sản, và mình chỉ sử dụng những cái loại ngư cụ cho phép và có kích thước mắc lưới theo cái tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 55 của Ủy ban tỉnh. Hành vi mà sử dụng lưới có kích thước mắc lưới nhỏ đó để khai thác thủy sản, như là sử dụng để làm vớn, đặt vớn bắt cá non, hoặc là lưới kéo mà kích thước mắc lưới nhỏ thì bị xử phạt 1.500.000 đồng cho một cái hành vi vi phạm.